Peugeot 3008 chính thức lộ diện. Hãng Peugeot đã tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu SUV 3008 thế hệ mới. Ngoại thất Peugeot 3008. Thế hệ mới của mẫu crossover Pháp Peugeot 3008 đã được giới thiệu vào ngày 12 tháng 9 với một số thay đổi đáng kể về thiết kế. Thế hệ mới của Peugeot 3008 đang có chung ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng xe Pháp, với cụm đèn mỏng hơn và ba dải LED ban ngày mỗi bên tượng trưng cho vết móng cào của sư tử. Bên cạnh đó, phiên bản mới sử dụng mâm hợp kim với thiết kế mang hơi hướng tương lai, ốp nhựa bóng ở phía dưới xe và kính sau vát. Nội thất Peugeot 3008. Ngoài ra, Peugeot E-3008-2024 còn có nóc dốc về phía sau, trang trí bằng nẹp mạ chrome, vành la răng với thiết kế khí động học và cánh gió mui kiểu tai mèo thể thao. Điểm nhấn của khu vực nội thất là màn hình công y cockpit 21 inch đặt nổi trên mặt táp lô, tích hợp bản đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD vào làm một. Tiếp theo đó là vô lăng vác hai đầu nhỏ gọn, màn hình cảm ứng nằm ở cụm điều khiển trung tâm để chỉnh các tính năng của xe và hệ thống đèn viền nội thất ấn tượng trên mặt táp lô. Cụm điều khiển trung tâm được bọc bằng chất liệu nỉ chất lượng cao, tương tự mặt táp lô và tapi cửa. Ghế của xe được bọc bằng chất liệu da lộn, tạo cảm giác thể thao. Dù có thiết kế nóc dốc về phía sau nhưng khoang hành lý của mẫu ô tô điện này không bị giảm thể tích, vẫn đạt 520 lít. Hàng ghế sau của xe có thể gập xuống để tăng thể tích chứa đồ. Động cơ Peugeot 3008. Khi mua mẫu ô tô điện này, khách hàng châu Âu có thể chọn một trong ba phiên bản là Electric 210, Electric 230 Long Range và Electric 320. Bản tiêu chuẩn Electric 210 dùng một motor điện nằm trên cầu trước với công suất tối đa 207 mã lực và mô men xoắn cực đại 343 nanomet với cụm pin 73 kWh/giờ. Phiên bản này có thể chạy 525 km sau một lần sạc đầy pin. Phiên bản Electric 230 Long Range cũng dùng motor điện như bản Electric 210 nhưng mạnh hơn với công suất tối đa 227 mã lực. Bên cạnh đó là pin 98 kWh/giờ, giúp xe sở hữu phạm vi hoạt động 700 km. Thời gian tới, hãng Peugeot sẽ tiếp tục tung ra phiên bản Hybrid và Plug-in Hybrid PHEV của dòng xe 3008 thế hệ mới. Peugeot 3008 thế hệ mới bán ở Việt Nam có thể sẽ dùng những loại động cơ này. Theo kế hoạch, Peugeot 3008 thế hệ mới sẽ chính thức được bày bán tại thị trường châu Âu vào mùa xuân năm sau. Hiện, giá bán của mẫu xe này chưa được công bố. Một số hình ảnh khác của Peugeot E-3008-2024. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.